của khóa tu học Vipassana mà chị Tăng chị đi với một tự có đi được mà đi mà cũng để đi cuốn thì xin gửi trả lại những cái bài kiểm của các quý cô đi với chị Ni chưa có chị Tăng chưa có là xin gửi trả lại cho các quý vị. Rồi trong cái phần mà Tăng á thì chỉ có một là thầy Phước Hoàng mà thôi. Còn ngoài ra thì các chị Tăng kia đó thì hẹn thích đến kiếp sau rồi. Thành ra là chúng ta nhìn thấy đó, là người ta thường nói là nhìn hiện tượng là biết được bản chất à. Phải không ạ? À? Nhìn hiện tượng người ta biết được bản chất. Bây giờ hiện tượng nó không có thì bản chất không hiện bài. Vậy chưa? Rồi chúng ta đi vào phần là sửa cái bài kiểm này trước. Trước khi ta sửa cái bài kiểm này á thì nhưng coi như là chúng ta của chúng ta coi như là qua rồi đó. Phải không? Buồn 5 phút ra mà. Phải không? Chúng ta học kiểm thọ, kiểm xứ thì ta phải buồn 5 phút không? Học trả lời nữa. Có học học thì họ niệm xứ thì chúng ta họ thì quán người ta có bị buồn 5 phút thì chúng ta không có nộp bài không? Hả? Không đó, trời ơi. Có làm chưa học hả? Em làm cũng được đó. Thế chưa? Ta sửa bài kiểm ha. Ta sửa cái bài kiểm này thì cái phần mà của bên chúng ta Atuni á thì cái tên của mình á, pháp danh của mình á mà sư có để theo cái giống trong cái này nè, sư em như pháp danh của cô đó tên này ha, và sư có để thêm tên pháp danh của từng người cái bên đó là ta hiểu không hay là thành ra đó cái tên mà của cái cô Ni đó, thấy không? Cô Ni là bài kiểm đó. Cô Ni á, cái tên pháp danh như thế này á, mà có cộng thêm cái tên pháp danh nữa đó, tức là mình được hai pháp danh đó. Được hai pháp danh đó, thấy không? Mà sư nói đúng không? Chúng ta chia là năm nhóm rõ ràng không? Là kim mộc thủy hỏa thổ đó nè. À, chia là năm nhóm kim mộc thủy hỏa thổ. Nên cái mình có nhóm ở trên nè. À, thành ra cẩn thận sẽ đọc từng chữ từng câu, sẽ đọc từng chữ dấu phẩy dấu chấm sẽ cũng đọc được nữa, cái đó là cái lò, đúng không ạ? Cho đó các bạn chư ni hãy cẩn thận. Ê cá nhân nó mắc vô là con đường độc đạo, là chỉ có một mình ra đi mà thôi, chứ không có hai người song hành đi được. Đến con đường đạo quả giải thoát chỉ có một mình chứng đắc đạo quả, là không có ai cùng đi với mình được hết. Cho đó bài kiểm thì có thể là nương nhau thuộc thuộc nhỏ được, nhưng tới con đường đạo quả không có thuộc thuộc nhỏ với nhau được đâu, phải không? Cái người chấp sạch, người chấp dơ thì điểm nó khác nhau rồi, chúng ta đồng ý chưa? Thì sao? Chúng ta không làm được như vậy nữa ha? Thì sao chúng ta không làm được như vậy nữa ha? Đồng ý không? À, thì chỉ nói đi thôi, chứ xin cũng nói tăng, tại vì tăng chưa hiện bài. Đó là thứ hai là thứ tư này, thứ năm này chúng ta làm bài kiểm final, cái bài kiểm cuối cùng phải không nào, để trước khi ta kết thúc cái buổi học nè, thấy chưa? Thứ năm này chúng ta làm bài kiểm. Rồi bài kiểm chúng ta nói con đường nào dễ diệt trừ tam độc, phải không nào? Qua lời giải Đức Phật, con đường nào để ta diệt trừ tam độc thì chúng ta mình chỉ đi chỉ cái hai chữ thôi, hai phần rồi, thứ nhất lý thuyết và thực hành, chúng ta ghi như vậy đó. Lý thuyết thì là giới định và tuệ, ai cũng biết hết, ai cũng biết là giới định và tuệ. Rồi bắt đầu nó kể vô nào là tứ thanh định giới, kể vô việc giải thoát giới rồi quá kể lên hết luôn, tôi đọc họ xin muốn bỏ mất kiến cho luôn. Cái tôi nói cái này như là có sự nói chẳng phải cũng biết đâu ra đâu nè, à thấy chưa? Rồi thực hành là áp dụng con đường thiền thì giải, thấy chưa? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là đã xong rồi đó, thấy không?
chúng ta làm đó đâu có tốn kém nhiều đâu. Có nhiều cô mới vừa học cái ngày tư vấn thứ bảy là Phật pháp chính đáp nó hỏi đó, xong xuôi cái chiều cái đem vô nộp bài hai cái sẽ đọc vô cái của có mũ Phật sự trong đây nữa. Mới thì nói mũ Phật sự năm điều Đức Phật làm, cái bắt đầu ghi vô mũ Phật sự cho đó, đó có phải vậy phải không nè? Kể chưa, sự khác biệt giữa thiền chỉ, sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền quán, sự khác biệt thiền chỉ giữa thiền quán. Vậy chúng ta cũng chia làm hai như vậy đó, chúng ta cứ chia làm hai. Thứ nhất là chế ngữ hay là chế ngữ đối tượng hả? Chế ngữ pháp nghịch đúng không, hay là đúng pháp nghịch đó. Rồi tại vì đưa đến gì, an tĩnh tĩnh lặng, thấy chưa? Còn bên đây thiền quán là đưa đến cho tánh gì, diệt trừ phiền não, à diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ lậu hoặc. Còn đưa đến là gì, giải thoát niết bàn, đạo quả niết bàn, thấy chưa? Rồi chúng ta xong rồi đó. Câu thứ hai, thứ ba, câu thứ ba, thiền pháp là thiền quán nương vào mấy pháp để nương tựa tu tập. Ta nói thiền quán vẫn là thiền quán tu tập, ta chia làm hai cũng như vậy, ta cũng chia làm hai. Thiền quán tu tập ta nương vào bố thân thọ tâm pháp. Có một cô ni có học hay là tại lỗi của sư, có lẽ của sư học đúng hơn chứ không phải cô ni đó tội nghiệp, là có sư viết ở trên bảng nên bị bên này thấy cái bảng nó ra để thu lên trên này rồi theo hồi trước các bạn đó thằng kia rồi đó, mỗi ngày nó nhích cái đây à, cái sư mới hiểu được là tại sao. Tại vì có cô ni á, xin sư không tiện nói ra cái tên, nói ra tên kỳ lắm, chứ sư thuộc lòng tên có mấy cô ni hết trơn rồi. Bài kiểm nào cũng có bài có tên hết nè. Cổ đề là sư đề là thân tùy quán đúng không, chị ta nghe đi đúng không, thân tùy quán cổ nó thân tùy ý. Muốn làm sao thì cũng được á, thân tùy ý đi, quán cái nào cũng được, thân tùy ý, họ tùy ý, tâm tùy ý và pháp tùy ý đó. Coi tu hành kiểu muốn gì cũng được hết, tùy ý mà. Cái sư suy nghĩ đó chắc thì có lẽ là lỗ tại sư, lỗ tại sư, lỗ tại sư, lỗ tại sư thôi, chứ không phải lỗ tại cô ni đó, nhìn sao không thấy được. Cái đó đó nên mấy cổ có thể là tùy ý thôi. Nên sư nhìn thấy cái đó lỗ của mình, cái sư cắn rứt lương tâm liền. Cái sư nó sửa lại, sư sửa lại cái bài điểm của cô đó, sư thưa sư đừng nói tùy ý nữa, mình lại tùy quán đi, được chưa? Thân tùy quán, họ tùy quán, tâm tùy quán. Cái đó khi mà chúng ta nói tới thân thọ tâm pháp mình nương theo đó mà tu, là chư tăng chư ni quên không cái đi cái điểm này thì chính cái đổ điểm này đó chúng ta không có căn bản để đi vô trong được thân thọ tâm pháp được. Cái này rất là quan trọng, chúng ta xin trình bày cho. Tại đó cái đó đó các chư tăng chư ni không có ghi cái điều đó, rất là trở ngại. Chứ ta khi ta thọ, ta muốn thân thì quán, ta lấy cái gì để mà ta quán? Ta phải lấy niệm, định là tuệ, ta quán. Ta được thọ, ta lấy cái gì mà ta quán? Ta mua con gà về ta quán. Tại vì không có niệm định tuệ, ta mua con gà về ta quán. Cái chứ là, nhớ chưa? Tao nghĩ không? Chúng ta phải cẩn thận. Cái điểm này là điểm căn bản và rất là cần thiết. Nếu chúng ta không nói được ba chữ này thì coi như là tắc nghẽn. Ta nói thân thì quát, ta nói cười. Ta lấy cái cơ sở gì ta tao quát, ta phải lấy niệm định mà tuệ, được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới cái thân đi đứng nằm ngồi muốn qua nghe, trong khi ta đi ta nói thân thì quát đi đứng nằm ngồi, ta phải có niệm định mà tuệ. Khi ta ngồi ta phải có niệm định nhật tuệ, lúc đó cái phương pháp là như vậy đó. Nên chư tăng chư ni sư xin yêu cầu chư tăng chư ni ráng cố gắng ghi lần tới ba cái điểm này
là cái ba cái cửa thì khóa đó thì vô cái làm quán được cái chưa. Rồi cái thứ tư, khi cơn đau nó đến, phải là khi cơn đau nó đến để thân, khi cơn đau nó đến để thân, đau về thân, bù về tâm thì chúng ta phải làm sao? Khi cơn đau đến để thân, chúng ta quán quán thì cái gì? Thân thì quán đó, chúng ta quán thân thì quán, vậy chưa? TTQ được không? Hay là phải ghi ra nữa đó. Cái bộ hồi chúng ta là trung tâm định quán cái gì đó mà nói ra vậy chưa? Sư bắt đầu sư xạo lớp học rồi. Thầy ngữ phong phú, kỹ xạo kỹ cả. Nghe chưa? Rồi, chúng ta nói khi cơn đau đó, chúng ta phải quát. Thế ta quát, ta quát, quát cái gì? Quát thì thân, thân. Thấy chưa? Còn nó hiện bằng cái gì? Thọ. Thấy chưa? Khi mà ta khi cơn đau nó lớn á, thì ta quát thì thân. Chúng ta bỏ vào đâu nè, thân thì quát, thì nó hiện bằng cái thọ. Thì khi niệm được cái niệm quát, niệm được cái quát, mà ta thấy được cái thân, thì hiện bằng cái thọ đó. Mà nếu ta không có niệm ngay tại cái thọ này, nếu ta có niệm ngay cái thọ này mà ta đi tiếp tục là định ngay vô trong cái thọ này, mà ta thấy tiếp tục nữa là tuệ, thấy được cái thọ này liên tục như vậy. Như vậy đó, thì con người chúng ta sẽ đi xuống tới cái gì? Niệm tới gần cái thọ, cái tưởng niệm. Ta không có cái niệm định tuệ này á, là cái thọ nó rớt xuống cái tưởng liền, đúng không? Ta nói sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thọ này nó hiện lên đó, nó rớt xuống cái tưởng liền, là cái đó là lậu vật, đi xuống tức ra cái đường lậu vật, là mình ở trong cái trạng thái luân hồi nó liền, hay là ta tạo nghiệp nó liền. Do đó cái ba cái chi này nó kéo nó chặn lại, ba cái chi này niệm định tuệ vừa niệm thăng lên là niệm định tuệ, thọ lên niệm định tuệ, còn không có ra thì cái đường này nó ra tới con đường tệ quá, nó ra tới con đường niết bàn, cái đường giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta không có niệm được ba chi này vô á, thì thân thọ cái xuống tưởng, thân là sắc phai mà, thân là sắc, thọ tưởng hành thức rớt xuống liền, nó tạo ra cái nghiệp. Người đó chúng ta tạo ra cái nghiệp thì nghiệp nó hiện bài. Chúng ta biết rằng mình có bao nhiêu nghiệp, nó có 16 đồng nghiệp chia làm 4, 16 lần nghiệp chia làm 4, mà mỗi thứ nghiệp nó chia làm 4 cái gì đó, người ta gọi là 16. Nhưng 16 lần nghiệp như vậy chia làm 4 như vậy đó, thì cái mỗi nghiệp nó hiện bài ra. Chẳng hạn như là hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, nó ra bắt đầu ra. Và như vậy đó, tiếp tục nó hiện bài nữa, thì ta cứ tiếp tục đi trong cái còn trạng thái gì? Luân hồi này vô hiện nghiệp. Chúng ta có gì? Chúng ta phải hiểu như vậy. Còn trong khi cuốn cái này nó chia ra nữa, cuốn cái này ra chia ra nữa, là nghiệp trả theo này mình đánh lực của thời gian, nên nghiệp trả lại theo mình của thời gian, còn nghiệp trả theo cái mảnh lực của tạo tác. À, tạo tác sinh ra đời là tục sinh nghiệp, còn nó sinh trưởng nghiệp, còn bắt đầu đó là khinh thiên nghiệp, là nó có chỗ trừng trừng nghiệp đọt số 4 từ lạc ác tạo vui giác đi một. Chúng ta ra chia được, ra chia bốn. Còn khi nó tới tạo nữa, nghiệp trả theo cõi dục giới, sắc giới, ngũ sắc giới và niết bàn giải thoát tam giới. Chúng ta là chia rồi. Nhưng thì tại bên đây, nếu như chúng ta không lấy được niềm định và tài đây, thì khi ta quán về thân, thì quán về thân, ta thấy được là sắc. Khi ta thấy hiện bài sắc, thì ta thấy là thọ. Ta quán về thọ, là thọ, hay là thù. Những cái này là thọ, thì thọ. Thọ buồn. Thì khi chúng ta có niệm định tuệ chặn nó lại, nó bóc cái gàn đi luôn này. Còn không nó kéo ra xuống thọ tưởng hành thức. Nếu ta không có niệm được cái tưởng đi, mà nếu mà niệm không mạnh, thì bài tưởng nó lên đi. Đó là cái thói quen ta có. Đau, đau quá, nhức, nhức quá. Cái đó là cái lậu quả kéo ra đi. Tưởng gàn, tưởng nghiệp mới đầu tưởng ức.
Sao ta tưởng nhiều lên, thành tưởng nhồi, gọi là tưởng tượng. Cái pháo, chúng ta giá hạ, chúng ta cảnh hạ. Chúng ta trên này có hỏi sư là có bốn điều mà bất khả thi nghi. Tiếng Bali gọi là A-chim-ta-giá. A-chim-ta-giá. Bốn khả, bốn điều bất khả thi nghi. Bốn điều mà không thể luân bàn được. Bốn điều không thể luân bàn được. Thứ nhất là nghiệp bất khả thi nghi. Nghiệp của chúng sanh bất khả thi nghi. Bất khả thi nghi hay là chúng ta không luân bàn được. Thứ hai, trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật bất khả thi nghi. Bất khả thi nghi. Thứ ba, thần thông, người hiện bày thành tích thông. Bất khả thi nghi. Bất khả thi nghi. Thứ tư, chuyện thế sự, chuyện thế gian bất khả thi nghi, còn nói hoài không hết. Từ sáng qua tới ngày hôm nay sao cũng vẫn còn nói được nữa. Chúng ta nên nghe kiểm nào. Do đó khi chúng ta nói tới cơn đau về thân là chúng ta quán về thân thì quán. Khi nó khởi lên cái thân nó lên cái gì đó mà nó hiện bày cái thọ thì ta quán, thọ thì quán, thọ thì quán, thân thì quán, thọ thì quán. Niệm bắt được niệm, định được tuệ, pháp đang hiện bày, ta ra con đường giải thoát. Còn nếu như ta không có bắt được niệm định đẹp tuệ và tham thọ thì ta góp sự tưởng tượng đi ra con đường luân hồi lại lần nữa. Chúng ta nắm kịp chưa? Chưa, cái đó là kỹ thuật. Đang nói lý thuyết không? Đang nói lý thuyết, đang giải thích từ lý thuyết. Còn cái kim áp dụng vô đó là nghĩa kỹ thuật. Do đó có nhiều người ta nói, sư thầy Tâm hay nói, có nhiều vị thiền sư dạ khi mỗi lần tê thì mình niệm tê à, tê à. Cái đó là nghĩa kỹ thuật. Còn này đang nói lý thuyết. Niệm tê à mà cũng phải biết cái kỹ thuật và lý thuyết này nữa mới được chứ. Chứ còn tê à, có nhiều người á, ở bên Thái Lan á thì nó phân tích kỹ lắm. Có nhiều người á nói giọng mũi, có người nói giọng mũi, có người nói giọng hơi miệng phải nè. Thì tê à đó là cái người mà nói giọng miệng. Còn người Âu Châu á, người ở Tây Phương, người Mỹ á, họ nói giọng mũi, cái lông mũi nó cao đó, nó giọng mũi, nó nói nó giọng hơi cơ mà. Do đó á, người Thái Lan nó chỉ có cách thứ hai nữa, tê nỏ ha. Mình ở đây mình gọi hỉ tê hạ. Cái đó là cái hơi mũi nó ra. Chứ còn nếu mà cái người mà không có quen á, còn áp dụng cho tê à, cái người đó nặng. Có hai loại, nên cái vị thiền sư á, họ nói chuyện với người thiền sinh. Khi mà họ nói chuyện với thiền sinh á, trong cái giai đoạn mà ghi danh á, cái họ nghe, anh này nói giọng mũi, anh này nói giọng miệng, giọng hơi, giọng hơi miệng anh ra. Thì chúng mới chỉ cho anh ta ra điểm được. Chứ còn không nó vô chỉ tê à, mà gặp anh là giọng mũi á, nó niệm không nổi. Cái hơi nó nhẹ, nó ra từ mũi ra lẹ. Còn cái người miệng á, thì nó nặng. Mà ảnh bắt ảnh niệm bằng miệng á, ảnh niệm được. Cái hồi ảnh mới phiền não lên này. Cái đó đó thì kỹ thuật. Cái đó là thật sự là vi tế và tinh vi lắm. Ở Thái Lan mà chỉ đó đó, thì nó mới ra được. Cái đó chúng ta phải hiểu đó. Đây là nó tiếng Thái đó là họ hiệp nó ngủ ao hoàng. Họ hiệp nó ngủ ao hoàng, tức là nó. Nhưng mà chứ đi đừng nghe vô các bạn không cần đi đó. Đi hết à, chúng là phải chuẩn bị cả hết luôn vậy hả? Dạ, nghĩ. Rồi, có chưa? Việt Nam chúng ta là hả? Thầy, hả? Chúng ta được dùng được. Chúng ta dùng cái hơi, nếu người nào mà nói giọng hơi mũi đó thì chúng ta tê hả, đau hả, nhức hả, khổ hả, u hả, gì đó chúng ta được chứ. Còn có nhiều người người ta tùy duyên ha, chúng ta tùy. Chúng ta muốn làm theo phương pháp nào cũng được, nhưng mà chúng ta biết mình không là hay hết, được chưa? Rồi, cái đó là chúng ta đi vào trong phần và áp dụng khi mà ta ngồi thiền. Được chưa? Rồi, chúng ta trở lại. Khi cơn đau về thân, ta quán, thân thì quán, ta ghi thân thì quán. Nhưng mà thọ hiện bào lên, ta có niệm định tuệ bắt theo. Thân thì quán, ta có niệm định tuệ tại đó.
ăn đi quá người ta quan niệm định tuệ. Nếu mà ta ngừng được, ta dừng được tại nó đây, mà thấy được pháp, mà ta hiểu được nó vô thường, có đau như ngã, thì tại đó ta đến niết bàn. Còn nếu như không thì cơn đau nó đến làm cho ta buồn khổ, em nè, thì lúc đó ta qua cái thọ, thì ta ngừng tại đây, ta bắt được cái niệm định tuệ, ta thấy niệm thì thọ mạnh, tâm chú mạnh vô thọ, khi mình khỏi thọ đó u hỷ xả hay là lạc khổ xả, chúng ta niệm mạnh vô đó, niệm mạnh vô đó, thì lúc bây giờ đó nó xen kẽ vô khi cái thọ đó nó hiện lên gì đó, nó xen kẽ vô thì niệm mạnh vô đây á, khi ta niệm mạnh về thọ đây á, thì lúc đó cái đó nó xen kẽ nó vô là trạng thái là gì, nó bắt đầu nó muốn ra cái tưởng rồi. Mình nhưng mà ta kéo cái niệm này vô, ta kéo cái niệm mạnh này vô để ta đi xuống ta định. Niệm kéo vô cho ta chỉ niệm tê à, nhức à, đau à, khổ à, khó à, chứ ta đừng qua cái tưởng tại sao vậy ha, nghĩ sao vậy ha, cái ta đi ra tưởng, cái đi ra cái hành, cái ta ra thích, trở lại là ngũ thu quẩn liền, trở lại là ngũ thu quẩn liền, sắc thọ tưởng hành thức liền, chúng ta đi vào con đường này liền. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy thọ nó lên, cái ta kéo cái thọ ta niệm, ghi nó xuống, ta niệm cái đó, tiếp tục định chăm chú vô đó để nhìn thấy sự vầy gì hay là sự sinh gì của nó, thì ta mới thấy được bản chất của nó đang thay đổi bởi vô thường của đây nè, ta ra được cái vô thường tệ quá. Cho đó đó, hai cái con đường này thì hành giả tu tập về thiền quán phải đi, còn nếu như không đó thì theo dòng đời ta trở lại dòng sinh tử luôn rồi, thì ta trở lại được mà chúng ta đi đi mình cảm muốn làm cái đó hết sức là cảm nào, tại vì cứ mỗi lần mà thọ nó lên á là tự ta có, mỗi lần cái sắc thân ta lên á là tự ta có liền, tại vì vừa đau thân á là thọ nó có đó, tự thành thất liền, tại vì như chúng ta biết đó, con người chúng ta quán là sắc thọ tưởng hành và thức, bản chất của nó là năm nhóm, bản chất của nó là năm nhóm, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, bản chất của nó là năm nhóm. Nhưng mà vì con người chúng ta chấp chủ được thử vào đó, chấp giữ nó vào đó, ta gọi là thủ quẩn. Sắc này là của tôi, thọ này là của tôi, tưởng này là của tôi, hành động này là của tôi, và cái biết này là của tôi, nó góp vô là thủ quẩn liền. Từ cái thủ quẩn này ấy, là chúng ta không có niệm được nữa đó, là lúc đó nó xoay cái đó, ta gọi là thế luân, nó gọi là thế luân, cái dòng của cái sự vòng quay của thế gian này nó xoay mình đi, còn từ đó nó xâm thịt vô trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, ta kiến chấp vào đó. Do đó thì ngay khi chọn khoảng kẽ hở này và ngay trong cái khoảng kẽ hở này, nhau trong giữa hai khoảng hở này, khi thọ nó lên, độc lập của nó có, độc lập của nó có cái kẽ hở, là lúc đó là lậu quật rất em đang nằm chờ ở đây, lậu quật nó nằm ở đây này, đó. Nó sẵn sàng nó phục kích ta, nó sẵn sàng nó phục kích ta. Nếu ta không những cái lậu quật này, ta lo nó ra là niệm nó mạnh vô đó, thì chúng ta đi xuống được. Còn nếu như mà chúng ta không giữ nhà được đó, thì cái lậu quật này á nó nằm phục kích, nó dắt ta đi vào này, đi rất là nhanh. Khi mà cái cơn đau này đó, chúng ta trên đây không có bao giờ lên trình bày với các vị thiền sư là cái đau thấy như là đau thiệt vậy đó, đâu có nói bạch sư cái đau này cũng thấy đau ghê lắm, thì ngay khi mà nói cái đó đó là cái vị thiền sư nó nghe bạch sư con thấy cái đau của con như vậy đó ghê lắm, thì vị thiền sư nó biết là chuyện gì đó ở đang ở trong góc độ là gì, thủ quẩn, đang ở trong góc độ thủ quẩn rồi, mà thủ quẩn như vậy đó là nó bị chi phối bởi lậu quật rồi, và lậu quật nó như vậy đó chia làm bốn, lậu quật chúng ta có bốn đó mà. Lậu quật chúng ta có bốn, 1, 2, 3, 4, dục lậu, thủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu, đúng chưa? Dục lậu là cái gì mình mong muốn, dục cái chi làm mấy, dục cái chi làm ba, dục nó kéo làm ba, tham dục, tác dục và pháp dục. Do đó khi chúng ta nói tới tham dục là chúng ta chia làm mấy, tham dục chia làm sáu, mà không bắt đầu kể nhắc này nữa, bữa nay học dữ dội lắm, nghe nè, sắc thân
khí, vị, xúc và pháp. Tác dụng nó là mấy? Tác dụng chỉ làm hai. Tác dụng nó chỉ làm hai, tức là thiện và bất thiện. Việc thiện cũng muốn làm, việc bất thiện cũng muốn làm, thì đó là tác dụng. Như vậy thì tham dục là chi? Tức là đóng sai dính mắc vào trong lục trần. Đóng sai dính mắc vào trong lục trần, sắc thân khí bị xúc phạm. Còn tác dụng đó là cái người đó, việc thiện họ cũng muốn làm, việc bất thiện họ cũng làm. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy vô trong chùa đó, có những người đó mà chúng ta nhìn thấy là mình biết họ có ba loại hình bài này: tham dục có nè, tác dụng có nè, tham dục có nè. Tham dục đó vô nó trên bàn thờ để nhiều trái cây quá ha. Trời ơi, bàn thờ để nhiều trái cây quá ha. Mà để trái cây này dường như 2-3 ngày nay chưa hạ xuống ha. Cái đó phải hạ xuống đi, chứ không hay nó khô rồi. Cái đó mình biết rồi đó ha. Còn cái người thứ hai vô trong chùa đó, họ thấy trời ơi, sao mà rác rưới nhiều quá vậy, không ai hút cũng ra, không ai hút bụi, rồi không ai lau thờ bằng thờ phạt. Cái chạy đi tìm đi đều đồ mà đi lấy máy hút bụi, rồi chạy đi tìm đi lấy đồ quét dọn vào bàn thờ. Vừa mới vừa chạy ra ngoài cái thấy người kia đang quét vào xăng. Ồ, hôm qua đốt pháo nhiều quá ha, rồi để tôi phụ cho. Cái gì cũng thấy cũng muốn làm hết á. Nhưng gì thấy cũng muốn làm hết là tháp chỗ, muốn mà muốn làm hết. Cái gì cũng làm hết á. Thì chị để tôi đi, chút xíu tôi làm cho. Anh đi, chút xíu tôi làm cho. Cái đó là tác dụng đó. Tác không à, chứ không làm được. Kiểu ha, cái đó vô chùa mình thấy à. Còn cái người mà vô chùa đó, mà họ pháp dục, xưa sĩ Đạt Ma, thấy và đau chết, và một vị đạo sĩ, sĩ Đạt Ma ra đi liền. Cái đó, tìm cầu con đường giải thoát, đó là pháp dục. Bữa nay chúng ta mình trên này đi vào con đường cắt á ly gia, đi vào con đường xuất gia, sống nơi cửa không nhà, nơi nương và tam bảo đó, là chúng ta đi đang là pháp dục không đó. Rồi yêu cầu nữa nè, phải không? Chúng ta đi là tham dục, tác dục, pháp dục, chúng ta đã đâu có còn là chúng ta đi còn là pháp dục không đó. Ha, đi vào con đường là gì? Ta tầm cầu pháp, ta muốn có pháp và ta muốn liễu tri được pháp. Cái đó là pháp dục, nghe chưa? Như vậy thì khi mà dục lậu nó lên á, thì hai chiều nước này nó kéo về đây nè, tham dục và tác dục nó lên, nó kéo. Ngồi thì cũng muốn ngồi, nhưng mà cái nhất con đào cũng muốn xả. Chứ làm đây có không? Ủa nãy nó pháp dục không mà. Mới cộng vô nè, cộng vô theo cái tác dụng các bạn thấy không? Đó, chúng ta thấy không? Đó, thì chúng ta mới nghiền ngẫm ra. Mà tại sao ta đang từ đang pháp dụng. Bảo là ta đang pháp dụng mà ta trở vào được tác dụng được liền. Ngồi thiền cũng muốn ngồi, mà tê nhất của đau thì ta cũng xả thiền thì không muốn ngồi. Pháp dụng là ta ngồi thiền, ta muốn được đắc đạo quả, ta muốn giải thoát mà khổ đau, ta muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, cho ta không muốn những trạng thái mà khổ cho những trạng già đau chết. Nhưng mà khi mà ta vô một thiền á, rồi cái cơn đau nó đến vậy đó, nó làm cho ta muốn xả thiền. Chắc này qua hồng nói cái cơn chân này lo quá, chúng ta phải xả thiền đi. Đó lúc đó là gì? Lậu hoặc cái tháng giữa cái này đó, lậu hoặc nó xen vô. Mình nhìn cái này. Chứ đừng nhìn cái này. Chứ tâm như này không có nhìn cái này. Lúc đó đừng có nói là tôi cầu giải pháp không có. Tôi muốn xả thiền không cần có. Lậu quá. Đang sai khiến ta. Lậu quá, đang thúc đẩy ta. Lậu quá, nó đang hình thành ta lần nữa. Cái ta điểm danh đó. Chứ ta đừng có điểm danh pháp. Ta đừng điểm danh tác. Ta nhìn cái được lậu quá này đó, là chúng ta cắt được cái khoảng này đó, là không cái gà gì nữa. Nắm thấy chưa? Chúng ta qua cái bài kiểm đó mà hết sức là đơn giản. Hả? Tâm là thọ đó. Trời ơi, nó thọ đó. Tại vì ta chưa có cái tâm mà. Nếu như mà chúng ta như đây mà bước qua cái tầng mà tâm từ quán mà viết ra đó là chất quốc liền.
tại vì chưa có qua. Cho nó đó, mình có động cái nào mà ta nghe đó, mà ta triển khai được đó, sư nhìn vô đó, sư biết rằng là khi ta nghe đi lãnh thâu được cái góc độ học cái ta đó, cái đó là chất lượng rồi đó. Trong còn nếu mà biết hàng ra cái đó, cái sư mới biết là cái này là kiến thức của mình đem vô, kiến thức của mình đem vô chính thức của môn học kia tới. Khi ta nghe đồng ý chưa? Cơm đau thì thăng, ta niệm thăng thì quát. Buồn về tâm, ta niệm thọ thì quát. Được chưa? Dạ, nghe. Cái hai không, không có, cái nào là tối thượng hết á. Cái đó là cái hai. Mình sở năng, sở cầu, sở nguyện mà mạnh mạnh cái nào là mình khai thác đó. Do đó thì quá Vipassana là đầu tiên nhất là mình phải quay trở lại nhìn lại chính mình và phải hiểu biết rõ về mình trước nhất, rồi mình mới áp dụng vô cái môn pháp thì quán. Nếu chúng ta không biết về mình, chưa rõ biết về mình á, thì áp dụng phương pháp thì quán chỉ là một hình thức hay là một lý thuyết mà thôi. Ta ngồi xuống á là ta phải biết mình về rõ về mình trước đã, rõ về cái sự tu tập mình cần phải sửa đổi cái gì của mình trước đã, rồi mới áp dụng thân thọ tâm pháp. Đem nó còn kéo vô mình nhìn qua bốn cái thì ta coi góc độ nào của chúng ta đi, coi diệt trừ lậu hoặc hay là diệt trừ kiến hoặc, là lúc đó là chúng ta phải dùng cái tuệ quán. Trên con đường phát triển con đường tại quán thì ta có 16 cái tại quán, 16 cái tại quán. Tuệ quán thứ nhất đó là tuệ phân biệt danh và sắc, chúng ta phải có tuệ phân biệt danh và sắc. Cái thứ hai là chúng ta phải có tuệ tìm ra được nhân sanh ra danh sắc. Thứ ba chúng ta phải tìm ra được là tuệ phổ thông, lúc nào nó cũng có nhưng thường có đau được ngã. Thứ tư là tuệ hoại diệt hay là tuệ đưa đến trạng thái là diệt tắc. Thứ năm rồi bắt đầu đi rồi đó. Cái đó chúng ta từ từ chỉ sức chỉ trình bày thôi. Cho nó đó, khi chúng ta nói, chúng ta nói trên con đường tu tập á phải có một cái bản đồ đi rõ ràng. Trên cái lý thuyết và kinh điển thì nói rõ, nhưng mà ta ngồi xuống ta mới biết phân biệt danh và sắc thì ta mới chịu lâu qua. Khi mà ta không phân biệt được danh và sắc, ta không biết để mà ta chịu trừ lâu hoặc được, hay là kiến lậu hay là vô minh lậu. Thế này như chúng ta nói vô minh lậu, vô minh lậu có mấy thì chúng ta nói vô minh lậu có 8, ta gọi là 8 mắc trì à, 8 mắc trì. Vì thì khi ta nói thế vô minh lậu kiến lậu thì nó có mấy rồi chứ đây trời ta đang chụp lậu rồi thằng vô có 3 ở kiến chúng ta có mấy, kiến lậu chúng ta có mấy, kiến lậu nó có 2. Kiến lậu thứ nhất là thấy sai chấp lầm, thấy sai chấp lầm đó là kiến lậu thứ nhất. Kiến lậu thứ hai là chấp thường, chấp đoạn. Kiến lậu thứ hai chấp có, chấp không. À, chấp có, chấp không. Thường kiến và đoạn kiến là chúng ta thường hay chấp vô đó. Thế nào? Ví dụ như người ta nói chấp người sống mãi mà không chết, cái đó là thường kiến. Ôi, dần sinh ra thì chấp hết, không có gì tồn tại, cái đó là chấp vô đoạn kiến. Có người ta vậy đó, nó hai cái đó, hai cái trường phái đó, nó tranh chấp, nó kiềm cãi nhau và nó luận giải nhau nhiều lắm. Cái đó là chấp thường, chấp đoạn. Hay là chấp có, chấp không. Chấp có, không, không. Không có tìm ra được nhân và quả, thì chấp không. Tìm ra được nhân và quả mà không hiểu được lý do là sao ra có nó, thì chấp có mãi. Đó. Chứ dường như là tại sao trên đời này người làm ác mà họ hưởng mãi cái phước báo mà họ hết, còn người làm thiện xong họ trong đời này họ khổ vô cùng khổ, khổ hoài mà không hết. Thì cái đó họ cứ nói như vậy đó mà không tìm ra được lý do mà sanh ra. Còn họ phủ nhận hết tất cả mọi trên đời này, làm phước, làm thiện, làm phước không có hưởng được gì hết á. Tại sao? Hãy thấy như người ta làm việc thiện mà sao thấy khổ hoài à. Nhất là chúng ta đi đó, làm việc thiện tu dữ lắm mà thấy khổ hoài mà ngồi học hoài cũng không xong à. Đó. Nó thấy thương cái tướng tâm đây này thấy đó. Nên cái đó là chấp chọn con sao khổ gì cuộc đời tu hành mà không học hoài cũng xong. Cái đó là chấp không à, chấp không có, chấp không có phước rồi đó. Tức là vô phước bằng phần, lỡ sinh ra ngàn buồn cho sao xấu.
đúng không? Chức năng kinh đi nó sinh ra gặp nhiều sao xấu nên nó bị bạc bạc thành nhiều phước nên nó bắt cái đó là chất không. Và chất ba là kiến thức ba là vô phụ kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, à nó chia làm ba rồi đó. Đây nói chuyện gì không có, tất cả đều không có hành động, tạo tác đều không có nhân sanh, họ bác bỏ hết nhân quả và duyên sinh duyên hại, họ bác bỏ luôn tất cả duyên sinh duyên hại, họ không biết được nào là duyên, nào là sinh, nào là duyên, nào là hại. Duyên sinh duyên hại nó cứ chia làm ba, thế là duyên khởi lên từ mọi nhân, vì nhân sinh ra nó và bảo hộ nó, nó chia làm ba. Nhân sinh ra duyên thì hiện bài nó sinh, sinh được được bảo hộ thì hiện bài có nhân duyên, có nhân sinh ra nó nhưng mà nó không có bảo hộ. Có những duyên không phải do nó sinh cho vậy, sinh nó ra đó nhưng mà nó được làm việc bảo hộ. Chẳng hạn như là có những đứa trẻ vừa sinh ra đời nhưng mà mẹ cha nó không có nuôi nó, nên bỏ nó vô trong cô nhi viện để cho cô nhi viện nuôi nó, xã hội nuôi nó. Thì mẹ có sinh, cha có sinh nhưng mà không có dưỡng, mà được xã hội dưỡng nó gọi là bảo hộ. Cái nó lâu dần nó lớn lên cái nó đi ra ngoài đường nó nói chứ tôi không có mẹ cha sinh tôi đâu, xã hội sinh tôi ra. Thì anh chàng đó hay cô này đó nói như vậy đó là tà kiếp. Có nhưng mà tại không thấy, không biết cha mẹ mình sinh ra như thế nào. Do đó thì mình họ cái nhìn vô cái duyên bảo hộ của họ thôi, họ có mà cái tinh đời này mà không họ tìm ra được cái duyên sanh ra đó, thành ra đó họ chấp lầm điều đó. Cái đó gọi là không hiểu được duyên sinh duyên hệ để hiện bài được khắc phát. Bậc thiện trí người tu mà phải tìm ra được nhân và quả và liên hệ bởi duyên sinh và duyên hệ kết chặt với nhau được đó. Mày có thì cái đó gọi là kiến lậu. Kiến lậu nó còn có thường kiến, loạn kiến, chắc có chắc không, vô hữu kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, mà kết hợp bởi nhân và quả và duyên sinh duyên hệ. Tên ở tại đó ta có kiến lậu, nghe chưa? Rồi vô minh lậu, vô minh lậu nó có tám cái bất tri, tám cái bất tri. Ngài chúng ta tìm ra được cái đó là vô minh lậu. Tám bất tri, đây là bát bất tri, tám điều không biết. Thứ nhất là bất tri khổ đế, bất tri khổ đế. Thứ hai bất tri tập đế, bất tri tập đế. Thứ ba bất tri khổ đế, bất tri diệt đế. Vâng nè, bất tri diệt đế. Thứ tư là bất tri đạo đế, bất tri đạo đế. Rồi cái thứ năm là bất tri nhân đã qua, bất tri quả hiện bài, bất tri quả, bất tri quả hiện tại, quả hiện bài. Thứ năm, thứ sáu. Rồi cái thứ bảy tức là bất tri, bất tri nhân quả liên quan, nó có sự mối liên hệ nào mà không biết. Bất tri nhân quả liên quan. Tám là bất tri thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên hay ta còn gọi là liên quan tương sinh. Do đó khi chúng ta rớt thì trong tám cái bất tri này nó nằm ở trong gọi là gì? Vô minh lậu, vô nhân lậu. Vậy thì khi ta nói tới vô minh thì nó tám cái bất tri: bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, bất tri nhân đã qua, bất tri quả đang hiện bại, bất tri nhân quả tương quan với nhau, bất tri thập nhị nhân duyên là vô minh duyên hành hành vi tích thức duyên sắc đó, hay là ta nói bất tri liên quan tự sinh. Tám cái này gọi là tám bất tri của vô minh, hay là vô minh nhân hiện bại bởi tám cái bất tri đó. Thì khi mà chúng ta thấy cái thọ nó lên, cái thọ nó lên, khi mà thọ nó đang đau hay đang buồn, hả là thọ hay đau hay là đang buồn, đau hay buồn, thọ nó đang lên, thì lúc đó giờ chúng ta không tìm ra được nhân và quả liên quan với nó, hay là chúng ta không tìm được là duyên nào nó làm cho nó có đang hiện bài cái đó, thì chúng ta không có giải đáp được đó, thì một cách máy móc mau lẹ chúng ta gơi vào cái tưởng hành thức của con người chúng ta liền. Đó là cái bản chất mà con người chúng ta thường thì có, nên gọi là ngũ quẩn này là của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tìm ra được á, và chúng ta niệm, ta thấy được thọ nó sanh lên do nơi có nhân, từ cái đó nó đang bảo hộ cho cái thọ được tồn tại.
thì chính cái đó cái niệm nhào của nó đó, ta tập trung chú tâm thẳng vô trong cái thọ của nó. Chúng ta đừng để cái tưởng này bởi lâu quạt cái già cho chúng ta sinh lên rồi đó, chúng ta mới phát sinh lên được cái tuệ. Tuệ chúng ta mới phát hiện rằng à, cái này là danh, cái này là sắc, à, cái này là nguyên nhân sinh ra danh và sắc. Và thứ ba là luôn luôn hiện bài bởi mỗi danh và sắc, nó có tam tướng vô thường của đau vô ngã. Tuệ chúng ta phát triển lên như vậy đó, chúng ta mới bắt đầu buông bỏ. Thì ta nhìn một cái tuệ thứ tư là ta thấy sắc thì đang ngoại diệt, mà danh thì đang sanh diệt liên tục thay đổi, không có đường ngừng lại đó. Chúng ta nhìn tinh tinh đó, cái đó là gọi là con đường tuệ quán, phải chưa? Chúng ta đi qua con đường đó, nó nhiều cái kỹ thuật lắm, nhiều cái kỹ thuật lắm, mà những cái kỹ thuật đó chỉ có khi ngồi thiền đó, là thiền quán đó, cái vị thiền sư đó bắt đầu đưa ra. Trong điều kiện mà chúng ta hôm nay chúng ta chỉ có hai tuần, là chúng ta không có thể nào mà dùng được trong thời gian quá ngắn và lẽ là như vậy được để chúng ta dùng hết được đó. Thì trong bài kinh tín niệm xứ thì Đức Phật ngài cũng còn nói là chúng ta được có 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, chúng ta áp dụng về cái con đường tín niệm xứ này qua con đường thiền quán này, áp dụng qua thì chúng ta sẽ đi cốt đáo được đến đạo quả A La Hán, A La Hán là bất lai và vô sinh. Bởi ba con đường 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm chúng ta phải đi. Cho nên thì khi chúng ta lấy căn bản này mà chúng ta cần chúng ta cần những cái này, khi pháp nào lên chúng ta nắm được cái niệm vững chắc cái pháp đó, chúng ta đừng để phóng dật, cho đừng để phóng dật, cho đừng để hôn trầm, cho đừng để hoài nghi, hay ta đừng để mấy cái chuyện án sinh lên đó, hay là những cái thủ quật nó sinh lên để mà đánh mất cái niệm. Chúng ta có cái niệm thì nó đánh mất cái chuyện cái hay là mấy cái gọi là lậu hoặc. Là nếu chúng ta không niệm được đó thì chuyện cái và lậu hoặc nó chụp cái niệm này lại đó, nó đè xuống đó, thì tất cả cái thì quán này chúng ta không dùng được. Coi như chúng ta nguyên một giờ đó ta ngồi không kết quả, nguyên một giờ đó chúng ta ngồi không kết quả, ta niệm không vô, ta không thấy vô, mà chúng ta bắt đầu là cái chuyện cái nó làm chúng ta phóng ra. Ta bắt đầu ta tưởng thì bắt đầu là chuyện án vô, lậu hoặc nó vô, nó lo chúng ta. Chắc là cái này không xong rồi đó. Ngồi thiền một chút xíu nữa đó là Đức Di Lặc trên đường đó, cái đó họ cũng xả tiền ra xin nghe. Mô Phật Bạch Sư, thì đợt trước sư giảng là khi mà cái cơn đau nó xuất hiện, thì chúng ta hãy tách rời nó ra, có nghĩa là mình không quan tâm nó là nó, mình là mình không quan tâm nó. Mình tập trung vào hơi thở. Bây giờ sư dạy là khi cơn đau nó lên thì mình dùng thông tiền quán, có nghĩa là mình đặt cái niệm vào cái thọ đó. Thân, rồi mình định niệm thân, niệm đặt được thân trước là cái sắc trước. Dạ. Và bắt đầu mình nhìn vô được sắc được đó, trong cái quan niệm nào, trong tứ đại nào chúng ta nhìn ra trước. Dạ. Rồi khi mình phân tích, mình mổ xẻ nó như vậy thì con thấy cũng còn mơ hồ, con không biết là nên tách nó rời ra hoặc là mình bám sát vào nó để quán chiếu nó. Dạ. Cái khi nào mà chúng ta đó, chúng ta thấy này là khi cơn đau của thân nó lên đúng không? Trên niệm vô trong cái lúc đó là tứ đại chí niệm đúng không? Cái này là phần tại cái thầy tâm hỷ thì hỏi cái về kỹ thuật là tất cả ngồi tất cả, nhưng mà cái này là phần là lý thuyết là mình giải thích được chưa? Khi cơn tha cứ đau cái thân cứ lên là tứ đại ta đang hoại, ta phân biệt được mình danh và sắc, thì thân nếu ta đang hoại đó thì lúc bây giờ danh này, cái này thuộc về thân này là sắc đúng không, sắc thân của ta, thì lúc bây giờ đó nó đi đến một cái trạng thái thân thọ tâm và pháp nó bao trùm nó liền ở bên ngoài. Trong cái lúc mà ta đang niệm về thân thì tứ đại này đang hoại, chúng ta thấy. Nhưng mà trong khi mà ta đi sâu vô trong cái tứ đại này hoại thì ta lấy được cứng mềm nóng lạnh, phòng căng lên hay là nó tốt sẽ teo lại, cái đó là nhỏ là đó. Thì lúc bây giờ đó là ta niệm về thân, niệm về thân được đó, chúng ta nhìn thấy được đó là lúc đó là cái hiện bài của phổ thông nó trình nguyên nhân sanh ra nó, bởi vì cho ta tại sao nó sanh ra cái này. Nếu mà ta niệm được cái nguyên nhân sanh ra được cái sắc này mà điều hại đó, thì ta tìm được tuệ quán nhân sanh diệt nhân của danh sắc. Còn cái thứ hai nữa,
trong ra qua tới tiếp tục nữa là chúng ta thấy nó hoài hoài từng mỗi giai đoạn, hoài từng mỗi phút giây của nó không giống nhau, để nhìn thấy được khổ thông của nó, đặc tính của nó lên lên là bắt đầu đó là vô thường của đau như ngã, nó bắt đầu chớp sáng lên chúng ta thấy. Và khi ta tiếp tục nữa đó, chúng ta thấy là sắc nó hoại diệt, sắc nó hoại diệt nữa thì chúng ta đi con đường nó tệ quán phần sắc pháp của thân thì quán, đi luôn cái đó, đi ra luôn cái hành xả tuệ hành xả đó, là chúng ta buông bỏ luôn đó, là đi qua chuẩn bị cẩn hành thuận tùng và chuyển động đi đến đạo quả luôn. Đây là 16 cái tên tuệ quán. Quả diệt, bố quý, kinh hãi, bắt đầu là sợ hãi bắt đầu lên. Thế nên là giai đoạn đó thì một số các thiền sinh gọi là tuệ cuốn chiếu đó. Cái giai đoạn đó bắt đầu là tên tiểu tu đầu hồn. Cái đó là các bài kỹ thuật, các chuyên tài nguyên niên phải nghe kịp đó. Còn khi tới đó, cái giai đoạn là tuệ cuốn chiếu đó, có nhiều người thiền sinh nó thấy sự sợ hãi của cái sắc khác nó lại quá nhanh. Họ bắt đầu họ đứng lên, họ bỏ chạy ra ngoài, bỏ thiền đường. Thì ở bên ngoài đường đó luôn luôn có những cái thiền sinh hay thiền sư là giám thị đi vô đủ cho vô liền, tại vì lúc đó phải căng thẳng lắm, mà cái người thiền sinh đó mà không có thiền sư nhắc nhở đó, mà chỉ đó là họ bắt đầu họ muốn bỏ chạy về liền, tại vì họ thấy sắc thân họ hoại. Còn thứ hai là đa phần phổ thông cái đường sanh ra là các vị thiền sinh nó ngồi khóc tại nơi đó, họ khóc khóe lên, họ khóc kinh hãi lắm. Thì cái vị thiền sư giám thị ở trong thiền đường đó cảm yên lặng nhìn và phải lấy cái tâm từ, phải hỏi tâm từ cho cái vị thiền sinh đó để cho vị thiền sinh đó được calm down xuống, yên tĩnh lại. Rồi lúc đó thì khi mà họ khóc giai đoạn đó thì diễn tiến từ thiền sinh nó sẽ thay ra, xảy ra là từ 3 tháng đến 6 tháng, quán bị sắc không, thân thì quán không, quán thân vô trong đó. Thì lúc đó nó thấy cho nên từ 3 tháng đến 6 tháng mà họ cái kinh hãi bắt đầu khóc gần khóc về, khóc còn hơn là ba mày mắt nữa. Rồi đó nó quán thì hai cái giai đoạn, một là chạy ra, hai là ngồi nó khóc. Rồi cái sau khi khóc xong đó thì cũng không có thay đổi vị trí của mình, là không bỏ cuộc đó, ngồi nữa. Thì bắt đầu nó qua tới là dục phát trí, nó bắt đầu sinh lên hiểm ly trí ngàn gian đó, bắt đầu muốn bỏ cái sắc thân này. Thì bắt đầu có cái gà là dục phát trí hiểm ly trí, nó mới ra con đường hành xả. Tức là gì? Nhìn tất cả mọi sự việc không còn cái gì là đeo điếu đáng chuyển nữa. Hành xã bắt đầu mới đi qua cái đường chuẩn bị qua tới cảnh hành thuận tùng và chuyển tập đổi phàm và thành thanh. Cái đó là 16 cái tệ quán. Nếu như chúng ta đi thẳng luôn cái con đường thanh, nhưng mà con đường mà nếu chúng ta mạnh niệm định là loại này, nhưng cái thanh tệ quán này đi suốt luôn thì 16 cái tệ quán nó lên luôn. Nhưng mà có nhiều người đó, họ không dám niệm được cái thanh này, họ không dám niệm được cái thanh này, tại vì lúc đó các thân họ bắt đầu thay đổi gì đó. Thì lúc đó có một số hành giả họ đổi qua cái quán cái thọ cũng phải dùng niệm định tuệ, phải quán tục thọ đau như đau thế nào, đau xé tâm can, đau xé thắt xanh này, bắt đầu họ nhìn cái thọ chứ không nhìn cái thân nữa, thì nó cũng bắt đầu ra. Thì bắt đầu họ nhìn vô cái đó là thành danh đó, họ phân biệt được cái này là danh chứ đâu có thọ đó có rờ đụng đâu, sắc thì ta còn rờ đụng được, còn danh đó là không rờ đụng gì, có tên gọi nó trong mắt đó. Thì bắt đầu vô cái phần đó thì họ cũng tìm ra được nhân sanh nào cái thọ này, nhân sanh nào cái thọ, chị Tâm chị Ni nhớ không, nhân sanh nào cái thọ, rồi bắt đầu do xúc ha, bắt đầu họ tìm ra được do xúc, xúc từ nơi đâu, nếu mà thân thích gà xúc, nhãn thích gà xúc, thị thích gà xúc, họ nó khởi sanh, bắt đầu mình tìm tiếp tục đó. Thì lúc đó thì phổ thông cũng hiện bài từ nơi cái thọ đó bắt đầu đi đến cái trạng thái gì, sân nhiệt, sắc pháp thì loại nhiệt, sân nhiệt là nhân pháp thì sân nhiệt, bắt đầu họ đi tiếp nữa, họ mới thấy cái thọ họ không có yên, họ bắt đầu là họ sợ hãi cái thọ đó, họ giữ cái thọ đó mấy lâu nay nhưng mà thọ đó nào làm việc được cho mình. Họ bắt đầu giải thoát đi, hiểm ly, dục thoát và hành xả cũng bị ra đi. Cái đó là hai cái phương pháp này. Khi ta vô ngồi thiền, ta mới gấp áp dụng ra được. Còn khi ta ngồi hôm nay, ta nắm được cái phần kỹ thuật này, là sư chỉ trình bày chúng ta như đi. Khi họ nó đến, chúng ta cố gắng lấy niệm định tuệ. Khi mà thân nó đến, thì chúng ta cố gắng lấy niệm định tuệ, áp dụng ra đạt.
Rồi tới khi đó đó, đừng góp trong tưởng hành mà thích. Để chúng ta góp trong đó đó, chúng ta chở trong trong lầu hoặc hay là kiếp lầu. Thì chúng ta khó dùng. Sau đó, xin với ông nghị chủ, đã có một giờ phải ngồi thiền nữa. Rồi lúc đó, mổ xẻ rồi đó. Chị hiểu không? Dạ, chị hiểu. Dạ, xin nghe. Cái con đường mà lộ trình đắc đạo đắc quả, lộ trình đắc đạo đắc quả ta gọi là chích tán thi, chích tán thi. Lộ trình mà đắc đạo đắc quả ta gọi là lộ trình đắc thiền, là khác. Lộ trình đắc thiền là khác. Hay ta gọi là lộ trình đắc đạo đắc quả, sơ đạo sơ quả khác. Chúng ta ở tại đây nó chỉ có chia hai loại mà thôi. Dạ không, ở đây nó chỉ có hai loại thôi. Thứ nhất là người độn căn, thứ hai người lợi căn. Người độn căn, thứ hai người lợi căn. Chứ không có phàm hay thách. Không có. Cái người độn căn, độn là gì? Cái người đó là chậm chạp. Chứ đừng có nói cái tin tầng kia. Nè, có nhiều người nghe cái độ cái bắt đầu họ nói cho từ kia cái này chậm chậm nè, con này người lanh lẹ mau lẹ, độn căn và lợi căn, nó có hai thôi à. Còn cái lộ này là lộ gì? Nó thuộc về lộ ý. Lộ này là thuộc lộ ý hồn. Chúng ta phải phân biệt cái nữa, nhãn nghĩ thị thiệt thân ta gọi là lộ ngũ hồn, được chưa? Rồi cái lộ là ý hồn ta chia cái làm ba loại. Lợi môn, cái này á, là chúng ta nên phải học chương 4 ở trong tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, chương trình lộ trình tâm, áp tâm lắm phát sinh ngày hát. Chúng ta mới ra được, đó lợi môn thông thường. Lợi môn thông thường. Rồi thứ hai, lợi môn đặc biệt. Lợi môn thứ ba, lợi môn kiên cố. Nó có, lợi môn đặc biệt nó chia là 3, bắt đầu chia nữa. Bên này chúng ta học chết luôn rồi. Thế đóng nữa. Dạ. Dạ, tại vì mấy thầy cũng không thích đâu. Dạ, sư nói từ từ. Con xin hỏi cái chuyện mà nãy mình học cái xin. Dạ. Vì theo con biết, trong cuộc đời con tu hành, con gặp nhiều cái gì mà không cần quát nhiều thứ, mà chỉ cắt một cơn đau. Dạ. Là hôm nay con gặp được một sư là may mắn trong cuộc đời con. Hôm qua con nhắn được bữa, cũng như muốn tiếng một ngày. Đó là vì trong cái cuộc sống của tu hành con gặp được một cái trường hợp, trong những trường hợp mà con thấy là rất là đặc biệt, mà không cần quá nhiều mà họ cắt một cái đau. Một cái trường hợp đặc biệt đó là nó liên quan đối diện với cuộc sống tu hành của con đó. Đó là con có một sư ông khai sơ ra cái chùa Tu Đình Nội Thánh. Trước đó đó là nó sử dụng cái bộ nước ngọt, tức là nó đó nó rất là nhão. Nước nó xoay quanh mình, thầy ghe thiền thì qua đó là mình chìm và chết rồi. À, bởi vì sư ông Tô Lý này là cái người tu tập này đã đến chỗ đó, ở cùng với dân chúng để làm một cái pháp sự tu trì và cầu nguyện. Và trong khi mà cầu nguyện gì đó thì dân chúng cũng hưởng ứng, đây là một cái sự đem lại cái hạnh phúc của nhiều người với niềm tin. Nhưng mà khi cầu nguyện gì thì có nhiều người cũng mơ hồ, có nhiều người cũng không có thành tâm. Bởi vì sư ông này có nghe sư mục của Lò Hòa Thượng kể lại đó, ngày hốt lúc đó đèn đuốc nó không có như được như bây giờ, thì thời xưa nó cách đây cả hơn nửa thế kỷ rồi, thành ra là ngày hốt cả một cái tấm than mà dâng lên nguyện hương hay gì cầm nhang nguyện, thì ngày là hốt cả một cái tấm than cái gì đó, than cháy thì nó đủ đốt mà, thấm nó đang để dâng lên nguyện cái chí thành gì đó, làm cho mọi người rơi lại cho tất cả mọi người. Nguyện như vậy, nguyện xuyên suốt như vậy, và cả một cái lễ hành như vậy. Mà ngày cũng là nghe như hòa thượng tôn sư kể lại là ngày không có cái tẻ, bỏ cái dễ gì. Cái tiếng con lớn này, khi các huynh đệ nói con thì nói gì cũng được, mà cái tiếng hư dữ. Vậy con dám nói với con. Là nghe nguyện như vậy là 15 phút. Nhưng một cái nắm than trên tay.
mà không hề tỏ vẻ một cái gì gọi là đau đớn. Rồi khi một cái bữa lễ như vậy thì nó có xuyên suốt như vậy là cử hành như vậy là 3 ngày. Và nó có hai cái hiện tượng xảy ra mà cái vị thầy của con là nhớ mãi và truyền dạy cho các bạn các đệ tử. Và sau này dân chúng thì tôn kính vị thầy này, nó lập ra cái chùa chỗ đó, đặt là chùa Hộ Khánh. Mà dân chúng trong chùa đó hay gọi là chùa Nước Lộn, bởi vì cái nguyên nhân để xây cái chùa này là từ cái lòng chảo nước lộn. Bao nhiêu người đi qua cái chỗ đó sanh tử khổ nạn, mà nhờ cái pháp sự của cái vị thầy này mà làm cho tự nhiên có hai cái chuyện xảy ra. Thứ nhất là dân chúng một cái nơi đó là thấp kém, không học hành, không biết đạo lý nhiều, nhưng mà qua cái pháp sự, qua cái đạo lực của vị thầy này làm cho dân chúng phát khởi đạo tâm. Cái thứ hai nữa là có một cái điều mà con cũng muốn hỏi sư hôm nay, đó là từ cái khi cái pháp sự đó nó trải qua thì cái lòng chảo đó tự nhiên nước nó không còn xoáy nữa. Thì có hai cái việc mà con học trong cái thời gian một tuần lễ trôi qua ở cái hạt trường này. Thứ nhất là giữa trong cái Phật pháp, theo cái căn bản thì cái thần dạy như ngày hôm đó cái trình bày là nó có chính là nó không có nhiều cái thần lực, nó chỉ là tự lực. Thì nếu mà cái điều tự lực thì thứ nhất là ngày sinh ngày giải thích cho con tại sao cái lòng chảo đó nước nó không còn lăn lộn nữa, cuốn lộn hả, chứ lăn lộn thì không phải cuốn lộn. Dạ. Thứ hai nữa là cái hiện tượng cái vị thầy cầm cái nấm than trên tay đó, tại sao mà ngày đó có quán rồi thọ tưởng là tư rồi thọ thọ tâm pháp gì, tại sao mình chế ngự được cái cơn đau? Thì cái vị sư phụ con sau đó có hỏi với cái ông sư phụ mà con gọi là sư ông đó, là tối đó cảm động quá, mới hỏi thưa ngài tại sao ngài có thể nắm một cái nấm than trong tay vậy mà ngài không có đau đớn. Thì ngài chỉ nói một câu, đó là nhất tâm bất sanh, quảng pháp công đức. Thì chỉ có một câu thôi, là nếu mà quán được cái chỗ đó, thấy được chỗ đó thì không có cái gì vui buồn đau đớn gì hết. Tại sao mà không có phải theo cái lộ trình mà ngài cũng vận dụng được điều này? Thì thưa sư là thứ nhất con muốn sư minh định cho con được rõ. Bởi vì thứ nhất là bởi vì con nghĩ như sư cũ đó là xưa ngài không có cái điều kiện trình độ đấy để học nhiều cái phố số này đâu, con nghĩ vậy. Dạ, tôi ở trong rừng mà. Dạ. Còn cái thứ hai là như không có cái thờ lực thì cái lực nào giúp cho cái lòng chảo mà từng gánh chìm bao nhiêu chiếc thuyền kia, bao nhiêu con người mà qua cái bóc sự đó mà giúp cho nó trở thành bình thường, tạo nên một niềm tin hướng thượng cho bao nhiêu người. Hay là bậc văn lễ sư với con. Rồi, thứ nhất là cái trường hợp mà nằm nấm than, cầm nấm than mà 15 phút mà không cảm giác là đau khổ bị thân hay là phỏng tay đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra ở Thái Lan. Mà cái người đó là người Việt Nam, mà ông vua Thái Lan là Arunachal Phumibol phải tới ngồi để coi thấy đó là sự thật, chứ không phải là nó là một huyền thoại. Cái người đó tên là Việt Nam, tên là Trần Văn Tâm. Đây nè, ông đó tên là Trần Văn Tâm. Hồi đầu tiên á, là ông ta từ bên Việt Nam đi qua Thái Lan, ông ta xuất gia tu học, cho học thiền kỹ thôi. Thì chỉ một thời gian sau, cái ông ta mới thấy nhiều người bệnh quá, bệnh đủ thứ là bệnh cancer, bệnh này bệnh kia đủ lắm. Ông ấy có phát tâm ra chữa bệnh. Mà nếu mà kiếm đến một nhà sư mà đi chữa bệnh á, thì nó góp cho trong cái pháp môn của luật á, bên Nam Thiền đó, tức là tà mạng. Bệnh á là không có thể, là mình chỉ lo cầu nguyện hay là mình gọi mình nói những lời dạy pháp bảo của Đức Phật á, để tập cho họ biết quán tưởng chứ không có chữa bệnh. Cho dù là ông thầy, ông sư biết cầm cứu chữa bệnh như nữa, cũng không được gì phát làm. Đó là luật. Cái ông ta bức cứ quá đi. Ông Trần Văn Tâm này là bức cứ quá đi. Ông mới lên chương trình đi tăng, ông xả y ra quần tục. Xả y ra quần tục, mặc đồ bạch y, cứ sĩ lại, bắt đầu ra chữa bệnh liền. Thế thanh bình đạo đó. Ông ta trải ra một cái tấm thiết. Ông ta trải ra tấm thiết. Mà nó có quay phim đàng hoàng, có vua xuống coi sự của con đó. Đổ than đỏ hồng lên. Ông ta đi lên trên cái than đỏ hồng đó, người bệnh nằm ở đó, bệnh gì cũng vậy, nằm cái bên đó. Ông ta đi lên trên đó, cứ mỗi một lần ông đưa cái chân vô đó, ông đưa qua bên cái người bệnh. Chứ ông đạp vô trong than, lấy cái sức nóng của chân đó, ông để qua chân bệnh.
Rồi bác định vô trong đó anh Tâm, thì chỉ vô liền. Thành phía những phóng viên định vô đó, vô đó, bước vô là đó, ông chở ra. Bao nhiêu các phóng viên quốc tế tới đều đón coi đó. Thì ông ta sẽ nói ra là gì? Ông ta mạnh đề, nhất tâm, giống như là gì mà thừa mà Phước Hoàng gì đó, phải có cái đó mới được. Thì khi mà định nhất tâm đó, thì là tâm chỉ biết địa ngục, chứ còn không biết thân mình nữa. Thì mới thắng được cái cơn đau, hay là cơn phẩm của ta. Cái đó là thứ nhất. Mà ông này thì bây giờ rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan, tại Bangkok, Cốc, tên là Trần Thiện Tâm. Phật tử như Tăng Ni muốn chữa bệnh qua thì mong Trần Thiện Tâm đi. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai, trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú, nó có một câu chuyện là một vị vua, suy nghĩ ông vị vua này á, là cái nỗi lòng khao khát, tâm thành nhất trí, tâm thành nhất trí, ông ta muốn đi gặp Đức Phật, ông ta muốn đi gặp Đức Phật, tức là ông vô trình bày với tất cả các quan triều đình, nay chẳng không còn muốn ngồi trên hoàng cung nữa, mà chẳng có chỉ muốn tầm cầu pháp để thoát, mà Đức Thế Tôn đằng kia ta đã biết, thôi thì ta từ bỏ áo hoàng áo vua bỏ hết mà đi, thì tất cả quan chạy theo. Nếu như mà đại dương đi đâu con đi theo đó, hai thằng đi theo đó, thì ông ta đi tới dòng sông thứ nhất, sông chảy cuồn cuộn, thì ông ta nhớ tới ân đức của Phật. Iti piso kawa akang samma sambutho vicha chana sampanno sukato lokavido anuttaro purisadamasati. Ông ta nhớ tới ân đức Phật, ta đứng dưới dòng sông này, lòng cũng thành kính muốn gặp Phật. Mong cho con có con đường đi qua, chứ bây giờ cạn sông nó cuộn con đi qua không được. Lòng Phật đang chết như vậy đó, dòng sông chở lực lệ, lặng lẽ trong lần tới bước cho người chạy qua. Người chạy qua được, không có thuyền, ngựa đi qua, đoàn đi qua được. Và con dòng sông thứ hai, thì ta lại nhớ tới pháp bảo của Đức Phật, là pháp bảo đó là vi diệu nhị màu, xoa kha tô thân mô a ca li cô hi ba si cô u ba ba ni cô. Bắt đầu ta đứng lên đó, ta nguyện pháp. Nếu mà con thật lòng không muốn tìm pháp bảo nào mà Đức Phật có thuyết giảng, con được biết đó, cho con được tới gặp được và đánh lễ ngài thì con nghe pháp. Dòng sông nằm xuống đi. Tới một lần nữa thì một dòng sông đang chảy nữa, trong kinh Pháp Cú có họ để đó, thành ra đó thì ông ta đứng lại đó, ta là những cái tăng bảo. Chư tăng là người thừa hưởng giáo pháp Đức Phật đưa đến đạo quả và đang hành trì và truyền bá giáo pháp của ngài, đó là tăng. Chúng ta mới supati pano phakobato sao cái sang ngô supati pano phakobato sao cái sang ngô. Chúng ta nghĩ cái lòng thành của ông ta, dòng sông yên lặng đi tới nơi. Đi tới nơi thì tất cả các quan quân và chính bản thân ông ta cũng vậy, ra gặp Đức Phật. Tại sao Đức Phật ngài có phóng hào quang, Đức Phật ngài có phóng tha lực để cho con đi qua được ba cái dòng sông cuồn cuộn chảy triết gì mà con qua được một cách êm lặng và nhẹ nhàng vậy? Như thế nào Đức Thế Tôn có cho con được điều đó không? Đức Phật đang hầm như là không có, nhưng mà lòng của ông có ba cái hai điều: sách chá và đi và sách chá kia là giá. Học ngài có hai đại dương, có hai điều: sách chá và đi là chân ngôn, và sách chá và chi kia là giá, tức là chân hạnh. Lòng ta thật thà chân thật, mà hành động ta thật thà chân thật, nó có năng lực phi thường, chứ không phải có một phi thường nào cả. Do đó Đức Phật nói, nếu ta có thật lòng ta có, nếu mà ta thật lòng mà muốn có thì thật lòng ta có, là nó đã chân thật và hành động ta chân thật. Cũng như vậy, có một vị vua tới một cái dòng sông nước đang chảy, thì có một cô kỹ nữ vua hương phán phát ngồi dưới dòng sông, ngồi dưới gốc cây đó. Đoàn quân đang ngưng lại, không biết làm sao qua được cái dòng sông này, nước đang chảy. Thì cái cô kỹ nữ này là người đệ tử Phật tử của Đức Phật. Bây giờ đó là hết đời rồi, tức là một đời của ta là buôn hương bán phán, làm tiền lấy cuộc vui cho mọi người, mình lấy tiền mình hút mạng. Khi cô ta nhớ lời của Đức Phật thì nói, xích cháu qua đi và xích cháu cái nhớ có năng lực khí thường. Do đó cô ta ngồi dưới gốc cây, cô ta bắt đầu nói, Từ khi mẹ cha tôi sinh ra có sắc thân này và xinh đẹp, chỉ là niềm vui cho bao nhiêu người nam tới tình cầu sự sự phỏng sự dục lạc. Chúng tôi chưa làm được gì khác hơn, và mong rằng là nói chân thật này, xin cho dòng sông này yên lặng, để cho đại dương này
cùng với hoàng quân qua được dòng sông này một cách thành tựu như nguyện. Cô ta dùng dòng sông, dùng miệng xong thì dòng sông nó trở lại kia bạn. Thì đại vương này đứng trên ngựa, tụt xuống ngựa liền, là nói, này người kia, có phải ngươi là Long Dương hiện lên để cho ta đi qua dòng sông không? Thì cô gái kỹ nữ nói dạ thưa không, này người kia, ngươi có phải là vị một thằng quốc khá đi có ta ngồi dưới gốc cây để độ cho ta qua dòng sông, thì dòng sông nó yên lặng không? Dạ thưa không. Này người kia, ngươi có phải là một chư thiên ở con trời tứ thiên vương xuống đây để mà độ ta qua bên dòng sông này không? Dạ thưa không. Thì chứ ngươi là chi? Dạ con chỉ một kỹ nữ thôi, buôn hương bán khoái thôi. Nhưng mà nước Phật thì dạy, sách cha qua đi, sách cha kia là giá, lời chân thật, hành động chân thật, mong cầu cho ngài được qua dòng sông này thật tâm con muốn. Do đó con nguyện cho được thành tựu như nguyện và nó sẽ có kết quả như thường. Do đó chúng ta đi này, nếu mà lòng chân thật á, thứ năm này đừng cho sư ca cái bà kiểm á, thành thật như vậy đó, bà kiểm nó sao ra, có năng lực như thường gì đó. Hiểu không? Do đó, khi chúng ta phải dùng cái hai cái năng lực đó, chúng ta lấy cái hai cái năng lực đó, chúng ta mới làm được. Ngay cả khoa học cũng chẳng có nói, ngay cả khoa học chẳng có nói, người Pháp có nói câu mà chúng ta thường nghe, et de toi, và sẽ et de ra, hãy tự cứu mình trước đi, rồi chờ cái cứu mình sau. Phải không nào? Do đó thì mình phải thấy mình muốn có một cái thần lực, mình muốn có một cái tha lực đi nữa, thì chính tự nên mình phải có một cái chân thật, muốn thật sự nó có, thì lúc đó mất cảm, có hôn mà giao thoa, trời với người, tất cả mọi nơi để kết hợp chúng ta thành một nơi một sức mạnh phi thường được. Chứ không có ai mà cho một cách đơn giản đâu, lòng ta không có. Lúc đó nếu như mà chị Ba Thượng nó cầu danh, ta làm cái chuyện phi thường này để mà ta danh thôn tiếng tốt, giang ngộ cả tam giới, ai cũng biết đó. Không có ai mà độ đâu, không có năng lực để hiện bài đâu. Mà nếu mà ta làm cái này để cho mọi người ta cúng trái ta, cúng tế ta dữ dội đó, nó sẽ vỡ cũng không có kết quả đâu. Nhưng mà chị Ba Thượng nó chân thành, đem hết tâm huyết thương dân chúng mà ta đó, đem hết tâm lòng xả thân để mà làm cho dân chúng được thương. Ta có chết được cũng mãn nguyện, nhưng mà ta phải làm bằng được cuộc sống này an đem cho bà tánh được an vui. Chưa ngon chưa hả? Ngài có năng lực phi thường hơn cả sinh nữa, sinh làm rồi rồi phải chưa? Do đó trong kinh Đức Phật nó rõ nhiều điều đó, chúng ta phải khai thác rõ điều đó thì mới được. Nếu như mà người bác sĩ mà chữa bệnh người bệnh nhân mà không có chân ngôn, mà không có chân hạnh, bệnh nhân chẳng kéo dài hoài. Mà nếu như mà người bác sĩ mà có chân ngôn, chân hạnh, tôi thật lòng tôi muốn cứu bạn, tôi muốn bạn không còn đau khổ cho căn bệnh này, tôi hết lòng là tôi đem hết tâm trí tôi chữa bệnh cho bạn nha, mà đó thật như đó, thì căn bệnh nó bớt hơn 50% đầu tiên. Là vì sao? Người bệnh nhân khỏi được một niềm tin, từ đó đó tin vào nơi cái lời nói của người này là chân ngôn, thì hành động của người này đó áp dụng vô đó, người bệnh nhân hấp nhận được một cái lực, lực từ nơi cái tâm lực của vị bác sĩ đó ra, thì cái người bệnh nhân muốn hút cái tâm lực đó vô để mà có một cái năng lực nỗ lực nó lên để mà khống chế cái căn bệnh ra có, thì thuốc men bệnh hoạn sắc sóc vô nó mà vào, nó phải có cái sự giao thoa. Hôm nay người ta học nguyên tâm sinh quán mẹ là chúng ta học cái này thì thằng cái này để chúng ta bàn cho vấn đề khác được chưa? Chứ không thì nó hết luôn á. Tại vì có một vị sư họ nói với sư đó là cái kiến thức sư rộng lớn quá đó, mà khi mà vô mà hỏi chút mà ta hỏi quá là sư cứ buông ra còn kéo sư ra vào biển thôi luôn. tội nghiệp hỏi chút, chúng ta đồng ý không? Chúng ta bơi vô bò lại chưa? Rồi cho sư trở vô bò lại ha. Đó chứ là thôi chúng ta gặp nhau sư nghe. Nó bắt đầu không bơi, bắt đầu kéo vào biển đó. Đó sư nghe nha. Mà nếu mà không hỏi ra thì chắc là áo mất tích cũng chết. Áo nào tư thân ba nghiệp trước mà còn nghe hiểu rồi, bắt đầu dồn ra đi ngã trả cái đi ngã cái đi. Thế chứ là cái mình sư dạy thì phải học từ cái hành. Dạ dạ. Từ đó cái hành. Dạ rồi. Nhưng mà qua cái buổi học hôm nay thì thấy rằng là ở đây tăng ni của chúng con cũng giống như là từ có một cái trong lòng có một cái không hiểu, ví dụ khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta ở đây sáng như sáng nay xin nói rằng là chúng ta phải quán về thân và chúng ta phải quán về hơi thở. Dạ, tại vì hai cái đó đó. Dạ, nhưng mà vì là ở đây khi mà chúng ta ngồi thiền giống như các cái bậc thầy giả mà như xin nói là đồ cảnh
nhưng chúng ta con không có nói cái thầy đổ căn đâu thôi chứ không có nói cái thầy được dạ chỉ với bà các tượng à. Vì khi mà quá hơi thở đó, thì cái chân nó tê hoặc là cái thân nó mệt mỏi không có thể nào tiếp tục mà ngồi thiền, mà khi mà quán về cái thân đó, thì sẽ không có thiền quán được. Thì bây giờ ở đây xin sư chỉ bày cho một cái phương pháp, ví dụ như là chỉ rõ ra bây giờ quán về cái hơi thở thì nó như thế nào, hoặc là chúng ta niệm Phật thì như thế nào, hoặc là chúng ta quán về cái thân thì mình quán từ đâu, như vậy nó rõ ra hơn cho các vị hành giả bước đầu đi vào ngồi thiền và nhập cái thiền. Bây giờ chúng ta muốn là đi ví dụ kỹ thuật phải không? Chúng ta muốn đi ví dụ kỹ thuật, chúng ta ngưng cái chuyện mà tâm tùy quán, pháp tùy quán ta còn hai cái pháp ta chưa xong, ta còn đang nợ nè, đúng không? Rồi chúng ta đi vô kỹ thuật ha. Nha, chúng ta đi vô kỹ thuật quán thế nào ha. Ok. Chúng ta bữa nay dồn hết bữa nay ngày hôm nay ha. Tại cái đó là chúng ta phải học xong cái lý thuyết rồi chúng ta mới đi mới nhìn thấy hết được bốn mặt. Nhưng bữa trước thì nói một cái đề cái ô vuông mà chúng ta không ôn bài, một cái ô vuông thân thọ tâm pháp mình nhảy vô trong đó, mình cũng nghĩ là một trong bốn góc nó sẽ chết. Nhưng mà sau đó tới cái ngày cuối đó, cái sự mới tổng lượng lại đó là sư phạm. Sư phạm là tức là dắt đi mọi nơi. Sư phạm á, về cái ngành học cái sư phạm á, các quý thầy đi tài phải nắm cho được cái này. Là chương trình ta học á, là phải đi gì nè? Nhìn sư đang đi dắt cho bạn là đi vô tới đây nè. Hồi nè, mà bây giờ mỗi một cái để cắt ra, để cắt ra, để người chia trẻ đó, thì chúng ta không được tất định. Chúng ta vô đến được rồi. Một cắt ra nữa đó, chúng ta chia trẻ thì ta đặt bao giờ ta tới đích. Hàng là một. Cái thứ hai là tới khi mà đứt xong rồi đó, tới cái đứt rồi đó, phải không? Cái này cái đầu đó nè, tới cái mục đích rồi, sư nào mục đích rồi đó, bắt đầu nó sưng, sưng mới bắt đầu ra là hơi suy mê lại. Đó là sư phạm, chứ không thể nào mà chúng ta nói phun ra được. Cái đó là cái kỹ thuật sư phạm là gì đó, nhắc người ta đi coi hết xong rồi xiết lại, nắm. Mà mỗi một cái mà chúng ta đi đây không có hiểu được, tại vì chưa có quen cái Phật tử ở trên bên nhà mèo lè lắm, không quen cái sư rồi. Khi sư nói đùa dẫn dở dở đó, là để cho chúng ta đi bắt đầu phấn lên, phấn khởi lên, chứ nhả pháp vô liền à. Nhưng mà những cái mà sư nhả pháp vô đó, chúng ta đi đang cười, không có kịp nghe cái mũi sư vô đó, thì bỏ pháp vô đó, mà thấy mà chúng ta không hiểu đó, cái sư đảo lại, bắt đầu sư nó xíu bút ra. Bắt đầu mới thả vô một cái nhẹ cho cười lên, rồi mới đảo lại, xíu cút ra, thì chúng ta mới nắm được mấy đó. Nhưng mà chúng ta như chưa có quen, có một số mới chịu quen sinh một năm, hai năm thôi. Cho đó đó, một năm cắt nhau cả hai tuần này. Chứ sư phải đánh thẳng vô á, thì là tan ác liền, chịu nổi đâu. Cho đó mình phải dắt đi nhẹ nhẹ, vừa đánh về nương, vừa dắt đi nữa. Chắc đi nữa mà bắt đầu mà nhắc nhở. Do đó chúng ta nên phải cẩn thận. Cho nên thì cái đó thì tới cái phần mà tới đỉnh này đó, là cái resume của sư đó, các bạn là tóm được đó, từng khúc không có thể nào quên được. Từng khúc sư hồi cách đây hơn gần như là 30 năm, có một vị giáo sư ở trường đại học khoa học lên nói chuyện với sư. Ông ta từ ở dưới Sài Gòn, ông ta ra ngoài Long Thành, đang nói chuyện ông anh kia mới thích vô ra ngoài trường chơi mà lên trên chùa gặp ông sư đi, với sư trên đỉnh chuyện đi, thì ông giáo sư đó khoa học đó lên, ông gặp chị chủ trì trước, trong lúc đó thì ông ta chỉ là giáo họ thôi, không phải chủ trì, thì chủ trì nói chuyện nó còn là trồng đậu, trồng xanh, trồng đậu nành, trồng xanh, trồng cỏ không à, thì ông nghe ông không thích, giáo sư nghe ông thích, nghe chưa, thổi ngài ở trong đây, trong chiên tăng đây, có gì nào mà nói pháp cho tôi nghe không? Chứ nãy giờ còn gặp ngài nói trồng đậu xanh mùa này, trồng đậu xanh đỏ mùa kia, tôi nghe tôi không hiểu. À, cái vị chủ trì đó có. Thôi, nếu mà có, xin ngài chuẩn bị cho ngày mai tôi trở lại. Tôi nay tôi mệt rồi, nghe trồng khẩu khí tôi mệt rồi. Xin cáo về. Ngày mai, thì vị chủ trì đã xuống bỏ cửa phòng xin. Ngày mai,
sư lên giúp giùm. Cái ông kia ông chút nghe tôi nói chuyện tầng hậu, lên sẽ nói cho ông đậu vô đậu hả đi. Đó, cái ngày mai sư lên 2 giờ trưa, ông nói đúng 2 giờ trưa ông lên. Ngay 2 giờ trưa thì ông bị chủ đề xuống mời sư lên. Sư lên, vừa xuống ngồi xuống ghế, để chào anh. Dạ, để chào sư. Ông ta tung ra liền. Từ 2 giờ tới 6 giờ chiều, ông ta nói không à. Ông nói không à, cái sư ngồi nghe. Câu này, sư cứ nghĩ cái đó câu nghe, sư có hiểu không? Để hiểu. Ông nói tiếp câu này. Từ 2 giờ tới 6 giờ chiều, 4 tiếng. Sư ngồi, ông vừa nhưng xong rồi, cú xuống liền, uống nước, ông uống nước. Sư hỏi, thầy, ông là giáo sư. Giáo sư hỏi xong chưa? Ông bắt đầu nhưng mình ngó lại sư. Rồi hỏi xong rồi đó, thì sư tới phiên sư nói đi. Sư trả lời từng câu một. Từ 1-2 giờ cho tới 6 giờ ông nói cái gì sẽ kể lại. Từ 6 giờ tới 2 giờ sáng thảm về. Không thiếu một câu hỏi. Không thiếu một câu hỏi, ông hỏi câu gì sư đều nghe hết á. Nhưng mà sư đâu có bỏ, còn nghe. Đôi khi sư trả lời lại từ 6 giờ tới 2 giờ sáng. Ông về, ngày mai xin gặp sư đó. Mà ông làm liên tục sư 7 ngày. 7 ngày, không có ngày nào mà ông lên khỏi. Nhưng mà cho sư, hãy cho khác sư được thấy ngồi nghe hết đã, rồi sư mới hiểu được. Để mà sư giảng dạy ta chứ mình cứ lên rồi ngó mình nói không cũng vậy. Chúng ta mình thì đi biết không, cái lớp học Vipassana của sư đây á, mình đi qua một lớp học Vipassana khác đó, hoàn toàn khác là này. Tại vì sư không có soạn giáo án, mà sư đến với chúng ta thì đi với cái cặp mắt của chúng ta này, sư đưa ra giáo án chứ không bao giờ sư đưa sẵn giáo án. Nó nằm trong đây. Nhưng mà căn cơ mình ở đây, ở loại nào thì sư nói là đó. Căn cơ này kia loại nào, sư mới là đó. Chứ đâu có phải là cặp khuôn một bài một đó. Không có. Ở đây sư nhìn cái ánh mắt của chúng ta như này. Đã qua đâu là sư biết cái khả năng như này. Sư mạnh đưa cái bài nào. Chứ còn không á, cho loại thuốc cũng chết. Mà cho thuốc mạnh cũng chết nữa. Chúng ta nghe thông cảm cho sư. Từ từ đi. Chuyện đó đâu còn có đó. Mà chuyện đó nó vẫn còn lại ở đây. Đẹp không? Dạ. Chưa? Như thì khi người ta ngồi thiền, ta trả vô cho người ta ngồi thiền. Cái yêu cầu của Vi Chí Tăng Trung Ni là nóng quá. Ta mới nói câu chuyện này một chút và chúng ta vô ngồi thiền. Sẽ chưa? Sư hỏi Vi Chí Tăng Trung Ni trả lời dùng sư ha. Sư giả cái này cho thấy nè. Ồ. Đó. Cái này là câu thở. Yeah, cái câu thở đúng không? Câu thở, mình ghi xuống ra nè. Thở. Mà nó lên nữa. Cái này là gì? Khối. Khối. Đây là khối. Được chưa? Không muốn tính thiệt mà, tức là tầng đây là gì? Thở đang nóng. Thở đang nóng. Mẹ nè. Vừa ta mới vừa bỏ xuống cái câu thở nóng. Chứ ta lên, chứ ta như này nói chứ. Thở nóng quá thì người ta sẽ hỏi thở nóng hay là tâm của thầy nóng. Thở đang nóng hay là tâm của mình đang nóng? Tâm mình nóng không thở, do đó mình nói là thở nóng. Chứ bây giờ mình để cho ngày mơ còn mình ăn có thở còn nóng không? Phải nè, do đó mình phải có là quán đó, đó là quán đó, quán là tại đó đó. Tại vì khi mình nhìn vô cái thân, nhìn vô cái thọ, thì mình đưa lên cái chi tiết mình vô không à, thì mình không có dùng được cái quán pháp này được. Mình phải nhìn vô của mình chứ, rồi mình mới nhìn thấy được pháp. Thấy pháp mình phải nhìn thấy được của mình, soi bổ lại để mình diệt cái đó mới là tu. Tu là sửa, đâu phải mình sửa pháp, mình sửa mình chứ. Pháp mình đang có, mình phải sửa của mình đang có, mới gọi là tu. Chứ đâu mình để mình sửa cái đó. Mình không có sửa cái giếp này được. Mình không sửa cái giếp được đâu. Nhưng mà vừa thấy cái giếp này mình khỏi được tham. Mình sửa cái tham của mình cái này. Đó, nhìn cái giếp này lên thấy xăng lên. Nhìn cái giếp này xăng, mình lại mình sửa cái xăng này đây. Đúng có. Mình giữ cái sửa cái xăng này đây. Nhìn cái câu thở xăng lên nóng. Mình giữ cái gì? Cái tâm xăng của mình lên tại vì nói thở nóng quá. Thấy không nè? Còn bắt đầu mình nói tiếp nữa. Mang những cái đá xuống cho tôi. Bỏ nó đá vào vô. Đấy nè, nó ngủ xuống đó mình ăn. Thở lạc quá. Tại vì muốn ngủ để ăn liền thì bỏ đá vô, nó ra lạc.
đắp đường. Cái đó gọi là quá, cái đó gọi là quá, hiểu chưa, hiểu chưa? Đó, thắng cái thọ, người hành giả ngồi thiền, anh nhìn vào cái tâm của mình, chứ không cần phải coi thắng cái thọ. Thắng thọ là của nó, là của nó, nhưng mình nhìn vô cái thắng đó, nó làm cho mình tâm mình lên cái gì, nhìn cái đó, mình phải tu sửa. Thọ nó làm lên cái gì, mình nhìn vô cái thọ đó, mình thấy đó, mình phải tu sửa. Cái đó là gì trong đó, được chưa? Mắt thấy cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc, mắt nó thấy cảnh sắc, mình nói mình ưa hay là ghét, mình ưa hay là ghét, đó, mình đã nói nè, mắt thấy cảnh sắc ưa hay ghét? Không ưa, không ghét. Có là ưa, mắt thấy cảnh sắc, không ưa, không ghét, nhưng mà mình khỏi được mà ưa đó, mình mời khỏi được mà ưa đó, cái sắc này đó, thì mình phải tìm cái này, chờ bạn nhìn cái này. Vậy nè, khi mà mình nhìn thấy cảnh sắc á, mình phải lên cái ghét á, mình phải nhìn thấy cái này, chờ bạn nhìn cái này. Cái đó gọi là tù. À, cái đó là tù. À, không ưa, không ghét, cũng là tù, cũng là tù. Cái đó đó mình mới nhìn thấy được. Xưa nay chúng ta cũng bản tánh theo quen thường. Vừa thấy, một ưa, hai là ghét. Vừa nghe, một ưa, hai là ghét. Nhưng mà thật ra không phải. Trong khi mà ưa đó, nó xâm thật vô cái trạng thái của sắc. Trong khi mà ưa, nó đang xâm thật vô cái trạng thái nghe của thân. Cái bắt đầu mình biến chất của cái sắc ra đây, biến chất của cái thân ra đây, âm thanh ra đây, rồi bắt đầu mình loãng, làm lạc cái chất ra đây. Hậu nào mình không hay. Cũng như tô phở nhìn thấy, mình la lên là nóng, là làm biến chất đi cái tô phở nó đang có một vị hương không thơm ngon. Mà cái thứ hai là mình muốn cho nó hết lắm, mà hơn cái trạng thái của nó, lẽ thường của nó, ta bỏ nó đá vô, thì chắc chắn mình tô phở sẽ lạc đi. Và tại vì sao? Mình bỏ chất này vô trong cái tô phở, chứ thật ra tô phở không có để chúng ta hiện bàn nó đó. Ngồi nó mình quán, nhìn thấy tô phở, lòng ta đang đói bụng, ta khởi lên cái trạng thái tham, ta muốn ăn liền. Nhìn cái tô phở, muốn ăn liền mà lại thấy nóng lên, ta khởi lên tầm săn lên bên tại vì người bán phở này không biết hiểu, hiểu ý ta là ta ăn nóng không được. Còn nhìn cái tô phở mà nó ngủ lạnh, lòng ta nổi lên, chẳng thấy săn lên liền. Ta thích ăn nóng, ai mà đem cái tô ngủ này ai ăn sẽ được, đem chắc là đồ ngủ đem cho ta. Ta còn thấy cái tô phở, mà ta chỉ cần nhìn thấy cái tâm của ta, rồi ta quán tại đó, nhiều khi ta bắt đầu quả, ta không thể ăn phở luôn đó. Hiểu không? Hiểu à? Cái thôi là ta phải cho. Cái còn không nói là chúng ta đi cái gì hả ta? Đi tên đi phở không? Hay là mắt ta ưa thì ta ghét? Trạng thái đó không có. Mắt nó không làm cho ta ưa ghét, sắc nó không làm ta ưa ghét, nhưng mà cái tâm thức của ta làm ưa ghét cái đó, chứ sắc đâu có làm ưa ghét. Bây giờ thầy nhìn cái hoa đi, hoa nó nói nhỏ, thầy ơi thầy thương con đi, mình thương nó thiệt đó, nhưng mà nếu mà nhìn nó mà nó không nói cho nó mình thương nó đó, tại đầu mình muốn chứ đâu phải nó muốn làm cho mình thương đâu. Có cùng một câu chuyện chư tăng chư ni biết, có một cái đoàn chư ni ở từ ở Lâm Đồng Đà Lạt, một vị sư dắt một số mấy sư cô nhỏ đi thọ giới ở dưới Long An, đi thọ giới Long An, đi xuống dưới Long An để thọ giới trên đường từ Long An trở về Lâm Đồng. Thì không may đi tới nửa đường đường đó, Long An nó bán thơm, ăn khớp chém múa đồ thù chịu không nổi à. Hai năm mới nghe nó khó, chắc muốn đỏ hết rồi nè. Nó lấy cái mùi khó nó chết nè. Mấy bà cô này gần xa lại, đây là khớp. Trong khi ngồi đang say sưa đang khớp, mà trời đang nóng hổi. Trời đang nóng, 12 giờ trưa đang nóng. Một chiếc xe truck, một xe mà cắm nhau đó, xe tải đó, lạc ra lái và hút hết tất cả thì mình chết hết tại chỗ. Chết thật, hoang mát lắm, thể bể hết rồi. Ôm hết tất cả những sắc thần đó trở về Lâm Đồng. Thì sư và trong ban đại diện của vị Thủ Đức cùng nhau phải lo đi tới mình điểm tàn ở tận Lâm Đồng. Thì thầy đó trong ban đại diện trở sư đi,
thì thôi đi đâu, đi đi sư, nên chợ ông Đông đi mua mấy khăn tăng trắng để lên làm lễ trên cuộc với người ta, mấy đi chứ còn việc lắm. Thì nó đi cái sinh nhật bữa đó mình dạy nên cho chợ ông Đông một hàng sạp giải bán đông lắm, mấy cô bán giải đầy gì hết mà tranh giành nhau, thầy thầy lấy em là thầy, thầy thầy lấy em là thầy. Chúng ta nghĩ là đây hết giờ hiểu không? Hỏi để mà học là bởi vì khi mà ngồi thiền quán thì bị hôn đồng và tán loạn thì chúng ta lấy phương pháp nào để đối trị cái hôn đồng và tán loạn? Dạ, như là mời. Thế là chúng ta nghe, chúng ta nghe mình án ha, có câu hỏi ha, chúng ta nghe. Khi ta ngồi thiền thì mà ta bị hôn trầm thì miên, đúng không? Khi ta ngồi thiền ta bị hôn trầm thì miên, thì ta lấy cái gì mà chúng ta để mà ta đối trị đó? Ta lấy gì ta đối trị đó? Cái đó là một cái tính chất phổ thông, ai cũng có, sư cũng có. Thứ nhất á, mình nhìn vô cái pháp, cái bao hôn trầm thì miên đó, tức là mình có địa ngục hay là ta có đối tượng đó. Nhưng mà chúng ta không còn tâm chú được nữa thì cái pháp hôn trầm thì miên nó lên. Thì đầu tiên nhất á là chúng ta đặt một câu hỏi thứ nhất này, mình còn ưa thích hay là mình còn chăm chú được nổi không, chăm chú nổi nữa không, mình còn chăm chú nổi với cái đề mục này nữa không? Ta còn coi phim, ta còn coi phim mà cái phim nó dở quá, ta hôn trầm thì miên chứ nào thẳng nè, mà cái phim nó hay quá đó, làm sao ta hôn trầm thì miên được đó. Làm sao không trồng thì miên? Trời ơi, hỏi xin con phim là gì đó. Thấy không nè, mà có phim mà lượt xin máy chúng ta khóc hoài, ba đổi qua tài khóc thì còn nói nữa, tại vì nó buồn quá. Đó, thứ nhất là mình còn ưa thích nữa không? Mình cũng có còn muốn coi cái đề tài đó không? Còn muốn là coi là mình dòng hồ đó là coi như là chết rồi đó. Cái đó thì quan trọng. Cái thứ hai nữa, mình coi lại sức khỏe của mình. À, có khi mình bị hôn trầm là gì? Mình thiếu sức khỏe, ngủ không đủ, ngủ không đủ, hay là chúng ta làm việc nhiều quá, rồi vừa làm xong xuôi cái tới giờ ngồi hành thiền cái vô ngồi liền không có gì, không có thời giờ để dưỡng sức đó, thì lúc đó ta vô hôn trầm liền. À, cái đầu đề hai về sức khỏe. Cái thứ ba, ánh sáng, chúng ta không có đủ ánh sáng. Thứ ba là chúng ta ánh sáng ta bỏ chỗ cái ngồi nó tối quá. Ô hù tôi hình để chi? Để tao mà thấy mình để mình ngủ dễ đó. Thì lúc đó đó, thì mình phải nói là mình thiếu ánh sáng. Cái thứ ba, cái thứ tư, mình cắt phục hết rồi. Mình bây giờ mình thích cái đề mục này, thở thở nó khi mình ghét ở đâu, mình thích mà, tình chú được. Rồi sức khỏe có, tại vì hôm qua mình ngủ tới 80 tiếng rồi mà. Chứ đâu có phải ngủ 8 tiếng không đâu, ngủ 80 tiếng rồi. Có những vị thiền sinh đó, tới mà ngồi thiền với sư đó, sư con buồn ngủ quá, con ngồi thiền được, ngủ đi thì ngủ ra đi ngủ, ngủ trước khi nào hết buồn ngủ ra ngồi thiền. Còn khi mà ra ngồi thiền họ cũng nói nữa, họ thấy sư dễ mà ra mấy nhiều thiền sinh dễ dàng bị bắt bí sư gì đó. Sư hôm nay con ngồi con cũng buồn ngủ quá, hôm qua con ngủ rồi bây giờ con buồn ngủ ra, ngày còn buồn ngủ quá, bắt biết cái thứ hai thì sư cho làm sao cho mà ngủ, nhưng mà ngồi tại đó thì đi về. Cái này cho ngủ, ngủ ngồi, cho ông ta dùng hầm ngủ nữa. Cái hầm ngồi ngủ nha, thầu hồ sư, sư cho ngồi ngủ thiệt không? Thằng có, rồi bảo sư là sư cho nó đi, là cho ngon, không có nói sai chặt đâu. Ông ngồi nha, ngồi sư cho ngủ rồi. Ngủ được không? Nằm phút hồ không nổi nữa, mở mắt trắng trắng luôn. Đó, mình phải trị ra mới được. Đấy chưa? Cái thứ hai, ánh sáng phải đủ. Nên đó khi mà ta ngồi thiền đó, đừng có bao giờ mà tắt hết hết ánh sáng, phải có một ánh sáng chút chút trong đó. Cái thứ ba, cái thứ tư, mà nếu thật sự mà quá nữa, buồn ngủ nữa, mở mắt ra, cho mở mắt cái không nhắm mắt, cho cái đó là kỹ thuật đó, cho người thiền sinh bị hôn trầm được mở mắt, tức là ta ngồi thiền ta nhắm mà không bỏ đó, ta
tôi mở mắt ra, nhưng mà đừng có hôm nay nha. À, tôi đừng mở mắt ra, mở mắt ra tôi nhắm lại, mở mắt ra nhắm lại, hay là tôi ngước lên trần nhà, đó là tôi nhắm mắt lại, ngước lên nhắm mắt, có cái đó trâu thì mở mắt. Còn tới bốn cái trường hợp này rồi mà vẫn còn buồn ngủ đó, đứng lên niệm kinh hành.